Chào quý vị và các bạn đã đến với kênh thể thao Netsport 247. Quý vị và các bạn hãy like, chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ nhé. Sau đây là các thông tin đáng chú ý. Nhận định bóng đá Hải Phòng với Hoàng Anh Gia Lai, 18 giờ ngày 30 tháng 9, khó cho phố núi. So với đội chủ nhà Hải Phòng, đội khách Hoàng Anh Gia Lai có phong độ không tốt trong những vòng vừa qua. Sự chuẩn bị của đội bóng phố núi tại vòng 17 tới đây cũng chẳng được chỉn chu, khi phần lớn nòng cốt hội quân muộn do bận thi đấu cho đội tuyển Việt Nam. Chỉ 3 ngày sau khi đội tuyển Việt Nam thi đấu giao hữu với Ấn Độ, vòng 17 V-League 2022 sẽ trở lại với màn so tài giữa Hải Phòng và Hoàng Anh Gia Lai. Sở dĩ nhắc tới loạt trận giao hữu của đội tuyển Việt Nam là bởi các gương mặt chủ lực của Hoàng Anh Gia Lai như Công Phượng, Văn Toàn, Xuân Trường, Tuấn Anh, Văn Thanh cùng với tài năng trẻ Thanh Nhân đều được ông Park Hang-seo triệu tập suốt thời gian vừa rồi. Vào ngày 28 tháng 9, Văn Toàn, Xuân Trường, Tuấn Anh, Văn Thanh và Thanh Nhân mới bay từ thành phố Hồ Chí Minh đến Hải Phòng để hội quân với Hoàng Anh Gia Lai, đội đã chủ động di chuyển từ một ngày trước đó. Và cũng phải chờ đến ngày 29 tháng 9, tức là một ngày trước màn so tài với Hải Phòng, Công Phượng mới tham gia buổi tập với đội bóng phố núi. Lực lượng của Hoàng Anh Gia Lai cũng bị tổn thất khi Hồng Duy, hậu vệ trái của Hoàng Anh Gia Lai chưa thể ra sân vì chấn thương. Bất lợi trong khâu chuẩn bị về lực lượng ảnh hưởng nhiều đến chuyến làm khách đến sân Lạch Tray của Hoàng Anh Gia Lai. Bên cạnh đó, phong độ của thầy trò huấn luyện viên Kiatisak Senamwang trong thời gian qua cũng không tốt. Trong 5 trận gần nhất, Hoàng Anh Gia Lai không thắng trong 90 phút chính thức. Ngay cả ở khuôn khổ cúp quốc gia, Hoàng Anh Gia Lai cũng phải giải quyết thắng thua với đội bét bảng Sài Gòn FC qua loạt đá luân lưu may rủi. Có chăng, nếu tìm kiếm sự an ủi ở đây thì đó là việc Văn Toàn đã ghi bàn trong màu áo đội tuyển quốc gia. Lần đầu tiên sau 5 năm liên tiếp tệt ngòi, đây có thể là động lực để tiền đạo mang áo số 9 của Hoàng Anh Gia Lai quyết tâm hơn khi trở lại thi đấu tại V-League. Với Hải Phòng, họ cũng có một vài cầu thủ lên đội tuyển quốc gia như Châu Ngọc Quang hay Văn Toàn. Tuy nhiên, đa phần lực lượng của đội bóng đất cảng đều đã có sự chuẩn bị cho màn tiếp đón Hoàng Anh Gia Lai vào chiều ngày 30 tháng 9. Thêm vào đó, Hải Phòng vừa đón chào sự trở lại của huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm sau quãng thời gian đi học tại Nhật Bản. Điều đó hứa hẹn giúp Hải Phòng tăng thêm sự quyết tâm trong trận đấu này. 5 trận gần nhất, Hải Phòng thắng tới 4 và chỉ hòa 1. Họ cũng chỉ cách đội đầu bảng Hà Nội FC đúng 4 điểm trước khi vòng đấu này diễn ra. Đó có thể xem là động lực để Hải Phòng đánh bại Hoàng Anh Gia Lai ngay ở Lạch Tray. Quý vị và các bạn đánh giá thế nào về cặp đấu trên hãy để lại bình luận bên dưới nhé. Đừng quên bấm like chia sẻ kênh Netsport 24/7 nhé.